Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới, nơi hội tụ những siêu sao bóng rổ hàng đầu như Stephen Curry, LeBron James. Giải cũng tạo nên một trong những cộng đồng mạng xã hội lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ lượt thích và theo dõi trên toàn cầu. NBA đã hiện diện rộng rãi tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bắt đầu từ mùa giải 2016-2017, VTV Cup sẽ phát sóng trực tiếp gần 200 trận đấu mỗi mùa. Cụ thể như sau: 144 trận thông thường của mùa giải, lên tới 34 trận playoff, 7 trận conference final, toàn bộ vòng chung kết NBA. Bên cạnh các trận đấu trực tiếp là các chương trình đồng hành NBA. Khác biệt về sự đầu tư đổi mới, chuyên sâu và tiếp cận gần gũi với đời sống, đưa bóng rổ thực sự đến với mọi người, đúng với tinh thần NBA, không chỉ là thể thao mà còn là văn hóa, biểu tượng và là một phần cuộc sống của người dân. Chúng tôi có một loạt những cái chương trình. Một là chúng tôi sẽ hợp tác với VBA, là bóng rổ Việt Nam, để xây dựng và phát triển cũng như là truyền hình trực tiếp và tham gia vào việc tổ chức các giải bóng rổ nhà ở Việt Nam, để giúp cho khán giả tiếp cận hơn cái giải bóng rổ tại Việt Nam. Ngoài việc là được xem những chương trình NBA, chúng tôi sẽ mời các chuyên gia từ NBA, từ những người chơi bóng rổ nhà nghề và những người chuyên gia bóng rổ tại Việt Nam để chia sẻ về kinh nghiệm, về giải đấu, về luật, về cách chơi và cách tổ chức giải bóng rổ tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ kết hợp với lại với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa cái giải bóng rổ cũng như là những cái bộ môn bóng rổ tới học đường. Tại nước ta, bóng rổ đang phát triển mạnh mẽ với giải VPA 2016 lần đầu tiên được tổ chức. Bóng rổ đang dần sánh ngang với những môn thể thao được ưa chuộng hàng đầu thế giới như bóng đá hay quần vợt.